rồi 1.3 ghép trên con SE 2022 nha. Cái này mình ghép mod thường, không có ghép VBE nha, mình tắt cái eSIM này nè. Rồi con này lót mobile thì lót không qua FT nha. Đây mình thấy SIM nào, qua FT ha. Thay SIM nè, thì giờ nó đang cài bắn auto rồi, giờ mình thay SIM là mình tích vô đây nha, nó có dấu sao đây nè, tích vô đây một cái, nếu mà nó mất tích nè, nó rớt sóng nè, mình trả ra, mình vô lại ha, vô đây lại, thấy mất dấu tích này nè, và nó sẽ lock cái setting này, khi các bạn thay SIM vô nó sẽ tự nhận sóng ha. Đó, lên lại ha. Bây giờ mình thử thay SIM khác nè. Chậm quá thì bấm dòng số 2 FT signal lên liền ha, không qua FT nha. Đứng đợi thì để nó tự động nó chạy, nhưng mà nó hơi lâu, nó phải vài phút nó mới tự bớt sóng lại đó. Rồi lên xong rồi đợi mình FT signal xong nó lên xong rồi các bạn đợi nó hiện cái chữ welcome lên cái là ok nha. Lên sóng lần thứ nhất, lần thứ hai là ok. Đó, rất sóng nè, nó sẽ lên lại một lần nữa. Cứ từ từ nha. Lên xong. Lên sóng là về, lần này là ok nè. Đợi xíu làm chữ welcome nữa là được. Đây là gọi ok rồi, cái lần đầu đó, đó là chữ welcome là xong ha. 1. Để nạp tiền bấm phím 2. Để được trợ giúp bấm phím 3. Để biết số đi. Đợi mình thay cái phim 53. Không quá tùy nha, không quá cái kích hoạt ra ngoài nha. Bấm mất tùy SIM, bấm một lần thôi nha. Mấy bạn đừng có bấm liên tục nhiều lần, nó sẽ bị lắc cái SIM đó. Các bạn có thao tác thì chỉ nhấn một lần vô thôi, rồi cứ chờ nó. Ai muốn biết có sự thay đổi hay không thì mình cứ đi ra ngoài cái chỗ cái ứng dụng SIM nè. Thấy nó nhảy tới nhảy lùi là ok. Thì giữa hàng Việt Nam Mobile nó lên chậm lắm đó, thấy không? Nhận rồi đó, nhưng mà nó cũng giống như tất cả các SIM khác, cái cơ chế của nó là lên sóng đầu tiên, rồi các bạn chờ khoảng cỡ mấy chục giây đó, nó sẽ rớt sóng, nó lên lại một lần nữa, mình chờ xíu vài giây sau nó hiện cái chữ welcome màu đen lên, lên máy welcome đó là xong. Còn bây giờ hiện tại các bạn chưa có gọi được đâu nha, nếu mà ghép lên sóng vậy là chưa có gọi được nha. Rồi cái đó là trên máy Wacom 5G và các máy đời thấp, nói chung là máy nào cái Baby Wacom đều sử dụng cái cách như vậy hết, sử dụng cái một cái mod ghép vậy hết.
đó. Auto nha, auto thì nó cài cơ chế nó auto tự load lại nó hơi lâu một chút để nó không bị đá liên tục đó, cái thời gian nó sẽ kéo dài hơn so với cái mình tự gấp pi bằng tay thủ công nha. Ok, tìm thì các bạn vào web này để xem thêm các hướng dẫn và các tội sinh khác đầy đủ trong cái link web bên mình để ở đây nha.